Việc đóng gói hàng hóa mới đợt này ấy, thì anh nghĩ là vẫn để cho cái người có chuyên môn họ làm việc đi em. Bố ơi, khi nào bố về? Con nhớ bố nhiều lắm. Ủa, Linh, anh có con khi nào? Alo Linh ạ. Bố đang ở đâu vậy? Alo, cháu ơi, cháu gọi nhầm máy rồi cháu nhé. Tôi đã nói là gọi nhầm máy rồi, đừng có gọi nữa. Xin lỗi anh, tôi là mẹ của đứa nhỏ và bố của nó mất cách đây 2 năm trước. Thì số điện thoại của anh giống với số của bố của nó. Và hiện tại thì nó sắp phải làm phẫu thuật. Cho nên tôi cầu xin anh hãy nói chuyện với thằng bé nhiều hơn. Tôi cảm ơn anh rất nhiều. Dạ ok chị. Tony à? Bố à, con sắp vào phòng phẫu thuật rồi. Không làm cha bác sĩ nói sẽ nhổ tiết sâu trong não của con đi. Nắng mưa nào cũng chẳng làm sợ vãi cha. Con đừng lo, phẫu thuật nhất định nó sẽ thành công thôi con. Thật ra con biết chú không phải là bố của mẹ. Vòng tay ấm cha nhìn mẹ. Đợi con phẫu thuật thành công thì chú sẽ trở thành bố của con. Được không con? Con vừa phẫu thuật xong ấy, thì con phải ngoan ngoãn nhá. Bây giờ thì bố đang họp, khi nào bố về thì bố sẽ qua thăm con. Cha yêu ơi, con thương cha nhiều lắm. Hãy cho con xin một lần thứ.